Tuyệt vời các bạn. Ba đỉnh. Chắc chưa. Úi giời. Úi giời.
Xin chào cả nhà nhá. Xin giới thiệu cả nhà cây hoa giấy. Mình lên chậu được 1 năm nhá. Hoa rực rỡ luôn mọi người ơi. Đang nuôi tay muốn cắt mà bây giờ hoa nó rực rỡ này là để phải để chơi đã. Cây hoa giấy của mình vanh cực khủng nhá. Thân mịn màng. Đây là năm đầu tiên lên chậu nhá. Năm đầu tiên lên chậu. Mùa này cái đang cắt đẹp quá nhưng mà cuối cùng hoa nó đẹp thế này đâm ra là chưa làm gì được. Đấy, lại phải đợi. Một tác phẩm hoa giấy siêu đẹp dưới chân núi Ba Vì nhé. Hoa tím Huế rực luôn các bạn. Hoa giấy tím Huế rực luôn. Đấy.